Thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành ước đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, năng suất lao động và vấn đề đổi mới công nghệ được cho là thách thức lớn để đạt được mục tiêu này. Theo đại diện của Bộ Công Thương, nếu các hiệp định thương mại đã được ký kết và sớm có hiệu lực, thì mức ưu đãi thuế xuất nhập khẩu giày dép của Việt Nam sẽ thấp hơn từ 8 đến 17% so với nhiều quốc gia khác. Do vậy, triển lãm lần này sẽ là cơ hội lớn để ngành da giày Việt Nam mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại. Triển lãm quốc tế về da giày và sản phẩm từ da tại Việt Nam lần thứ 18, Shoe & Leather Việt Nam 2016, vừa được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, một lần nữa khẳng định vị thế là một diễn đàn uy tín, tập hợp những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu trong ngành công nghiệp da giày của Việt Nam và thế giới. Có gần 500 nhà sản xuất cung ứng trong nước và quốc tế, đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Mỹ đã tham gia triển lãm. Riêng Ấn Độ có 41 công ty hàng đầu sản xuất và xuất khẩu da và sản phẩm bằng da tham dự, trưng bày giới thiệu nguyên liệu da, thành phẩm làm giày, dép, túi sách, sản phẩm giày da, túi sách bằng da, thuốc nhuộm và hóa chất ngành da giày, quần áo may từ da và nhiều sản phẩm khác làm bằng da. Trong triển lãm, các doanh nghiệp đã được tiếp cận với những công nghệ thiết bị mới, nắm bắt được những nguồn nguyên liệu mới, quảng bá doanh nghiệp và tìm kiếm được nhiều khách hàng xuất khẩu. Ngoài các sản phẩm thành phẩm da giày, và triển lãm còn trưng bày nhiều thiết bị máy móc thuộc da, sản xuất sản phẩm da thuộc, máy móc thiết bị ngành may mặc, nguyên phụ liệu, phụ kiện may mặc, vải. Máy may này là máy may lập trình, mình có thể là thiết kế dựa theo cái thiết kế của bên mình. Mình chỉ cần thiết kế lên xong sau đó là máy may mình nó sẽ lập trình tự động thiết kế và chạy theo cái file của mình. Nó làm sản phẩm là trên cái bề mặt da, ví dụ như là giày hoặc là bao, túi sách, những cái hình vẽ mà mình cần in lên hoặc là mình cần may ở trên cái túi sách hoặc là ở trên giày dép thì máy may này đều có thể làm được. Đối với công ty cổ phần cao su Hà Nội là cũng nhập toàn bộ các cái thiết bị để đảm bảo được cái chất lượng, cái sự bám dính rồi là các thông số kỹ thuật theo đúng cái tiêu chuẩn của ngành giày đặt ra để đảm bảo được cái việc mà chất lượng cũng như là đủ cái tiêu chuẩn để xuất khẩu. Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế da giày lần thứ 18, Hiệp hội da giày túi sách Việt Nam Lefaso cũng đã tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu da giày. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có dịp bàn thảo, trao đổi nhằm tìm hiểu rõ hơn những cơ hội thách thức cũng như đề ra được các giải pháp hiệu quả cho ngành và doanh nghiệp để ngành da giày mở rộng hợp tác phát triển. So với cái kế hoạch mà chúng tôi dự báo hồi năm trước đó, thì cái xuất khẩu của 6 tháng đầu năm nay á, thì nó có vẻ hơi thấp hơn so với kỳ vọng. Sau khi phân tích thì chúng tôi thấy rằng có một cái lý do tác động tương đối là lớn, đó là cái thị trường của Liên minh châu Âu thì hiện nay là đang trầm lắng. Và cái do đó nó ảnh hưởng đến cái cơ cấu xuất khẩu và nó thể hiện rất rõ là trong cái cơ cấu xuất khẩu của chúng tôi thì cái thị trường của Mỹ thì có phần tăng lên. Trong khi đó cái thị phần của Liên minh châu Âu thì vừa rồi là giảm gần 2% so với cái cơ cấu nói chung. Thì đó là một trong những cái tác động lớn. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái kỳ vọng, tức là thường thì cái 6 tháng cuối năm đó thì cái xuất khẩu nó có cái phần nhỉnh hơn 6 tháng đầu năm, thì chúng tôi đang tiếp tục theo dõi cái tình hình này. Dự báo mục tiêu vừa rồi thì trước đầu tiên thì chúng tôi đưa ra kế hoạch là 17 tỷ, nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi có ngồi thảo luận với nhau và có thể đưa ra cái kế hoạch của khoảng 16 tỷ rưỡi, 16 tỷ 3, 16 tỷ rưỡi, thì chúng tôi hy vọng rằng cái chỉ tiêu này thì có thể đạt được trong năm 2017 này.